Cô Liên Gò Vấp 60 tuổi, buôn rau vì nám mảng, tự ti vì mặt lệch, da nhăn, cơ mặt đổ sệ. Liệu công nghệ tại BB Thanh Mai có thể giúp cô Liên phục hồi khuyết điểm, tự tin trở lại? Cùng xem kết quả ngay! Hồi xưa, hồi lúc ăn cách đây là 10 năm, thì cái mặt của cô, cô xài mỹ phẩm nó không đúng, với lại nó không được tốt, nó cũng không có được chính hãng, cho nên cô bị nám hai bên đây rất là nhiều, mà nám nặng luôn đó. Mà cô rất tiếc rằng là hồi xưa cô không biết được là cái BB Thanh Mai này. Mới đây là cô đã coi là cô theo dõi cái BB Thanh Mai này cũng được một khoảng thời gian rồi. Cô thấy có rất nhiều người là rất là hiệu quả. Và cô thấy là cũng có rất là nhiều nghệ sĩ đến đây làm. Cô tính là đến đây là để thử coi nó có thể nào mà trị hiệu quả cho cô hay không. Cô đến đây thì cô thấy là bác sĩ đến đây được bác sĩ soi da và thăm khám rất là tận tình. Cô rất là mừng vì chỉ mới cái nửa liệu trình mà đã hết 60% rồi. Cho nên cô sẽ cố gắng đi thật là đều để cho nó mau hết. Và tại vì lúc trước là cô đã sống chung với nó rồi, bây giờ là cô rất là hạnh phúc. Và cảm ơn BB Thanh Mai đã có những cái công nghệ tuyệt vời như vậy. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký. Hotline 1800 6617. BBBB, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.